Xin chào tất cả các bác và rất vui được gặp mọi người trong phiên đồng hồ ngày hôm nay của cửa hàng Kiên Đồ Cũ. Buổi sáng thứ 7 ngày 10 tháng 8 năm 2024. Mở đầu video xin kính chúc các bác sẽ có một ngày mới tốt lành. Và trong phiên đồng hồ ngày hôm nay thì sẽ tiếp tục Zalo và mang đến cho các bác bộ sưu tập và rất nhiều các cái mẫu đồng hồ đến từ nhiều các thương hiệu. Và các bác trong quá trình xem video nếu như mà mình yêu thích mẫu đồng hồ nào thì có thể chốt đơn cho em theo Zalo số điện thoại 0936050424, em đã ghi ở ngay bên ngoài màn hình nhé. Và đối với các bác mình lần đầu biết đến kênh thì đừng quên là ấn ngay vào nút đăng ký kênh màu đỏ phía dưới video này cộng với lại biểu tượng quả chuông bên cạnh để mình có thể nhận được thông báo và đón xem các video được phát sóng một cách sớm nhất nhé. Rồi, và mẫu đồng hồ đầu tiên mang đến cho các bác trong phiên ngày hôm nay sẽ là một em đồng hồ đến từ thương hiệu Longines các bác nha. Thì các bác biết rồi, thương hiệu Longines là một trong những thương hiệu đồng hồ cao cấp hàng đầu của Thụy Sĩ. Cái phiên bản này được gọi là Longines Đô Đốc 5 sao Đại Tướng Quân, được ra mắt vào đầu những năm thập niên 60, và trong giới đồng hồ cơ cổ thì đây là một trong những cái phiên bản đồng hồ được đánh giá rất là cao và được yêu thích rất là nhiều. Cái mẫu này ngày hôm nay mang đến cho các bác là còn zin nguyên bản toàn bộ 100% từ phần dây khóa cho các bác luôn nhé. Em này thì thân vỏ bên ngoài sẽ là vỏ thép không gỉ, nốm zin nguyên bản này, mặt số trải tia và có một ô click lock 3 giờ. Trên phần mặt đây thì các bác có thể thấy được biểu tượng 5 ngôi sao, một cái biểu tượng rất là quen thuộc của cái phiên bản này. Đấy. Em này thì mặt nói chung là còn rất là nét, cực kỳ sáng và đẹp nha. Size ngang của chiếc này sẽ là 36, cùng với size dọc nếu như mà tính cả chân càng sẽ là size 41. Đây là một form mặt lớn và rất là dễ đeo dành cho các bác. Bộ máy cơ tự động. Và ngoài ra thì em này cũng có hỗ trợ thêm cả cái con tay cho các bác nữa. Đây, em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm thử nha. Có một ô lịch góc 3 giờ thì đây sẽ là một cái ô lịch chỉnh thủ công. Các bác mình sẽ chỉnh bằng cách là quay kim cho em. Đấy. Longines Đô Đốc 5 sao Đại Tướng Quân. Zin nguyên bản toàn bộ 100% từ phần dây khóa. Còn về bộ máy bên trong thì ngay trên màn hình đây sẽ là bộ máy của chiếc Longines này nha các bác. Ở một bộ máy cơ tự động nguyên bản của Longines Thụy Sĩ này, có khắc tên cùng với triện biểu tượng của thương hiệu trên phần bánh đà. Đấy, máy thì rất là sáng, đẹp, đã được lau dầu và căn chỉnh ổn định rồi. Em này sở hữu bộ máy cơ tự động với 21 chân kính. Đấy, 21 chân kính nha, tình trạng máy hoạt động tốt, máy chạy chuẩn giờ, đã được lau dầu. Đây là một góc khác của máy này. Rồi, và chiếc đồng hồ này Zalo đến các bác với giá là 6.280.000, mã số 1. Các bác chốt đơn em theo Zalo số điện thoại 0936050424, em đã ghi ở bên ngoài màn hình nhé. Và cửa hàng Kiên thì sẽ có hai hình thức thanh toán dành cho các bác. Một là mình có thể đặt cọc từ 200.000 một đơn trở lên. Bên em sẽ gửi hàng và các bác thanh toán nốt phần tiền còn lại cùng với tiền cước cho bưu tá. Cách thứ hai, các bác chuyển khoản hết, bên em sẽ bao phí vận chuyển cho mình ạ. Qua mã đồng hồ số 2 nha, sẽ mang đến cho các bác một chiếc Rolex Desert, phiên bản Rolex rất là đẹp các bác ạ. Em này thì sẽ có cái phần niềng là niềng băm, niềng viền băm như thế này, một sự kết hợp giữa vàng hồng và thân vỏ thép không gỉ, zin nguyên bản từ phần dây khóa cho các bác nha. Dây khóa này sẽ là một chiếc dây đầm mi, dây khóa thép đúc cực kỳ dày dặn như này. Đấy, em này form lên tay cực kỳ sang, nốm góc 3 giờ và có biểu tượng logo của Rolex ở đây. Đây sẽ là một chiếc nốm cổ chai nha, nốm cổ chai. Đây là phía dưới mặt đáy này, đáy thép. Size ngang của em này sẽ là 41 và size dọc nếu tính cả chân càng sẽ là size 50. Đây là một form mặt lớn, rất là dày dặn. Toàn bộ phần cọc số đều được đính đá nha. Cọc số đính đá này, có một ô lịch góc 3 giờ ở đây. Đấy, bên trên góc 12 giờ đây là biểu tượng logo của thương hiệu đồng hồ Rolex như thế này. Rất là đẹp nha. Mặt sẽ là mặt sạc cừ. Đấy, mặt trắng sạc cừ. Em đeo lên tay để cho các bác cùng ngắm nhé. Đây là phần mặt này. Đấy. Form cực kỳ chất luôn. Các bác nào mình có cổ tay to đeo này sẽ rất là đẹp này.
Đối với phần nốm này thì sẽ có các cái chức năng lên cót tay này. Đấy, các bác có thể lên cót tay nha. Kéo ra bên ngoài để chỉnh cái phần lệch nhanh. Cho một các chức năng nốm hoạt động rất là tốt. Máy đã được lau dầu và căn chỉnh ổn định rồi. Là một chiếc Rolex máy Thụy Sĩ. Em này máy Thụy Sĩ các bác nha. Đấy. Zin nguyên bản từ phần dây khóa. Niềng vàng khía. Rất là đẹp. Đấy. Giá của chiếc này sẽ là 3.800.000 cho bác này yêu thích. Mình chốt đơn em với mã số 2 nhé. Giá 3.800.000. Rồi tiếp tục mang đến cho các bác một số các cái dòng sản phẩm khác của nhà Kiên đồ cũ. Đó là đầu tiên sẽ là kính mắt nha các bác. À, như các bác biết thì hiện tại thì bên em đang xả kho kính mắt. À, ngày hôm nay sẽ lên cho các bác cái dòng kính này là kính AO hay các bác còn gọi là kính cơn, kính phi công Mỹ đấy ạ. Một trong những cái dòng kính mà cực kỳ chất về cái thiết kế cũng như là rất là nổi tiếng tại Việt Nam. Đó. Các bác nhìn này, cái gọng, thiết kế gọng cực kỳ thanh mảnh, được mạ vàng. Phong cách rất là sang nha, thích là nó rất là tinh tế từng cái đường nét luôn đấy. Gọng là gọng mái chèo. Đấy, gọng của em này sẽ là gọng mái chèo nha. Có chuyện AO ở trên phần gọng đây. Hiện tại thì bên em đang có sẵn đủ 3 màu để cho các bác lựa chọn này. Màu đầu tiên đây là màu nâu trà. Đấy, màu thứ hai là màu xanh đen và màu thứ ba sẽ là màu xanh. Đấy. 3 màu cho các bác lựa chọn nha, xanh này, xanh đen và nâu trà. Size 138, một cái form rất là phù hợp với gương mặt của người Việt Nam mình. Các bác mình đeo những cái dòng kính này, thứ nhất là nó rất là thời trang, thứ hai nữa là toàn bộ đều là cái dòng kính râm. Đấy, có thể bảo vệ mắt khi mà các bác đi ra ngoài đường. Với cái thời tiết mà ánh nắng nó cực kỳ gay gắt như ở Việt Nam thì kính sẽ là một trong những cái sản phẩm em nghĩ rằng là các bác mình cần rất là cần thiết để có một chiếc ở bên mình. Đấy, để mình đi ra ngoài đường bảo vệ mắt rất là tốt. Đấy. Kính cơn AO hiện tại đang được giao lưu tại cửa hàng Kiên với giá là 480.000 cho một chiếc kính như thế này. Và cách thức mua hàng thì các bác chỉ cần đặt cọc từ 50.000 một đơn trở lên thôi. Bên em sẽ gửi hàng nha, bao ship toàn quốc cho các bác. Đấy. Kính cơn, kính AO. Mời các bác cùng chốt đơn nha. Rồi và ngoài kính thì nhẫn cũng là một trong những cái phụ kiện rất là mới của cửa hàng Kiên. Ngày hôm nay sẽ mang đến cho các bác một số cái dòng nhẫn đấu giá để cho các bác mình có thể giao lưu nhé. Đầu tiên sẽ mang đến cho các bác một em nhẫn với màu đá trắng. Em này mặt đá vuông. Toàn bộ thì đều là các cái form nhẫn nam size lớn. Đấy. Các bác nam mình đeo những cái dòng nhẫn này thì nó rất là ok luôn, rất là phù hợp nha. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm thử này. Đấy, màu đá rất là đẹp luôn. Đây là mã nhẫn số 1 nha, một em đá mặt vuông và cái form này nó cũng sẽ là một cái form lớn nhất của nhà em. Form nhẫn lớn nhất. Mã số 1. Đường kính của em này là 21 nhân với lại 22. 21 nhân 22 nha. Mã nhẫn số 1. Hiện tại thì nhẫn bên em đang được bán đồng giá 380.000 cho một chiếc. Và mua hàng các bác cũng chỉ cần đặt cọc từ 50.000 một đơn trở lên thôi. Bên em sẽ gửi hàng bao ship toàn quốc cho các bác nhé. Mã nhẫn số 2 sẽ là một em màu đá thạch anh đen. Đấy, em này thì nó cái form khá là mỏng gọn này. Form mỏng hơn nha. Form mặt tròn vintage, thiết kế phong cách kiểu vintage cổ điển. Màu đá thạch anh đen. Đấy, sáng lấp lánh rất là đẹp luôn. Một form mặt tròn nha. Em này sẽ là cái form mặt tròn. Đây là mã nhẫn số 2 này, đá màu đá thạch anh đen. Số 3 sẽ là một em thạch anh xanh. Đấy. Màu thạch anh xanh rất là nổi bật. Em này sẽ là một cái form tròn nha các bác. Form nhẫn tròn này. Quên mất chưa đo size đường kính nhỉ.
Đường kính em này là 21 x 23 nhé, 21 x 23. Mã nhẫn số 3. Em này em quên chưa đo này. Em này đường kính 20 x 22 nhé, 20 x 22. Số 4 sẽ mang đến cho các bác một em đá, màu đá ruby đỏ. Viên ruby đỏ sẽ là một cái form đá tròn nhẵn và form nhẫn vuông như thế này. Size sẽ là 20 nhân với 22 nha, đường kính 20 nhân 22. Đấy. Lên tay cho các bác cùng ngắm đi. Mã nhẫn số 4. Một em màu đá ruby đỏ. Số 5 sẽ là một em thạch anh đỏ. Mã nhẫn số 5. Đường kính của em này là 19 x 21. 19 x 21 nha. Tiếp tục số 6, một em thạch anh xanh. Đấy, màu em này nó sẽ là dạng xanh lá nhé. Xanh lá. Size 19 nhân với 21 này. Mã nhẫn số 6, 19 nhân 21. Số 7 sẽ là một em màu đá mỡ gà. Em này đường kính là 21 nhân 23. Đấy, form đá tròn, mặt vuông. Một em màu đá mỡ gà nha. Mã số 7 này. Số 8 sẽ là một em thạch anh tím. Đấy. Em này rất đẹp nha, cực kỳ ấn tượng luôn, cái màu đá tím như thế này. Size 20 nhân với lại 21. Đấy. Đây là 8 cái mẫu nhẫn của nhà em trong phiên ngày hôm nay. Rồi, 8 mẫu nhẫn của nhà em ngày hôm nay toàn bộ đang được Zalo đến các bác đồng giá 380.000 cho một chiếc nha. Cách thức mua hàng: đặt cọc giúp em từ 50.000 một đơn trở lên, bên em sẽ gửi hàng và bao ship toàn quốc cho các bác nhé. Rồi, và tiếp tục quay trở lại với các mẫu đồng hồ ngày hôm nay, sẽ mang đến cho các bác mã số 3, một em đồng hồ đến từ thương hiệu Technos. Một chiếc Technos Skyline, một trong những cái phiên bản cổ rất là nổi tiếng của thương hiệu đồng hồ này. Em này thì cái màu mặt đen và được tráng men bóng này. Đây là một cái thiết kế form mặt bắt quái này, rất là ấn tượng. Có một lịch góc 3 giờ nha. Thân vỏ bên ngoài của em này thì sẽ là vỏ thép không gỉ này. Nốm zin nguyên bản. Đây, phía dưới mặt đáy này, đáy bắt quái. Dây khóa của em này sẽ là một chiếc dây khóa lụa của Technos nhé. Em này thì có chuyện ở trên đây là một chiếc dây khóa vàng 10K Goldfield. Đấy, dây vàng 10K Goldfield. Nó là một chiếc dây của thương hiệu Technos, nhưng mà nó sẽ không phải là dây zin của cái phiên bản đồng hồ này. Cái dây này là dây vàng, còn vỏ của em này thì sẽ là vỏ thép nha. Ở chiều ngang trên này size mặt 36, cùng với chiều dọc nếu tính cả chân càng thì sẽ là size 42. Ngang 36, dọc 42 nha. Máy cơ tự động, và ngoài ra thì trên này cũng có hỗ trợ thêm cả cơ quạt tay nữa. Đấy. Tình trạng máy hoạt động tốt. Về phần máy bên trong ạ, thì đây trên màn hình này chính là bộ máy trong của chiếc Technos này nha các bác. Em này thì sẽ là một cái bộ máy vàng hồng, máy 2622, một bộ máy ETA của Thụy Sĩ. Ở trên đây thì bộ máy với phần vành tóc gai, đấy, bánh xe nổi này. Một bộ máy 5 tầng rất là đẹp và ấn tượng như này. Em này máy vàng ươm luôn. Đấy. Và máy quá là chất lượng, uy tín các bác nha. Nói chung là Technos thì nó là một trong những thương hiệu mà máy rất là đẹp.
Rồi và bác nào mình thích chiếc này mình chốt đơn em với mã số 3 này. Giao lô đến các bác với giá là 2.280.000. 2.280.000 nha. Số 4 em sẽ mang đến cho các bác một em máy pin của Nga. Này, một em đồng hồ có cái phiên bản này gọi là đồng hồ chữ ký tổng thống Nga các bác nha. Đấy, trên đây này. Có khắc chữ ký tổng thống Nga ở đây. À, bên trên đây thì góc 12 giờ cái biểu tượng quốc huy đại bàng hai đầu. Đấy. Đây là một cái biểu tượng rất là ý nghĩa, gọi là tượng trưng cho hai đầu của đất nước, là tượng trưng cho quyền lực và sự tự do các bác. Và cái logo này là cái logo mà được người ta thiết kế nổi ở trên phần mặt nhé, nổi luôn, rất là đẹp. Ô lịch lộc góc 6 giờ. Và đây là một em đồng hồ với cái thiết kế dáng tăng, dáng tăng cực kỳ chất. Size ngang 34 và size dọc nếu tính cả chân càng sẽ là size 43. Đây là một format lớn và các bác rất là dễ đeo luôn nhé. Cái này bác tay to hay là tay nhỏ các bác đeo đều đẹp. Tại vì cái size ngang và size 34 chiều dọc độ dài vừa phải. Để em lên tay cho các bác mình cùng ngắm này. Đấy. Màu mặt đen nha. Một chiếc kim gió, kim cổ ngỗng. Thân vỏ bên ngoài sẽ là vỏ vàng. Vỏ vàng này, đáy thép. Có khắc triện tên thương hiệu cùng với lại logo, đầy đủ các thông số bằng tiếng Nga. Dây khóa của chiếc này cũng là một chiếc dây zin nhé. Dây zin theo đồng hồ luôn này. Đấy. Núm có nấc để chỉnh lịch nhanh. Em này các bác sẽ kéo núm ra bên ngoài để chỉnh lịch. Rất là tiện. Đấy. Các chức năng hoạt động tốt. Zin nguyên bản từ phần dây khóa. Rồi và bác nào mình thích chiếc này mình chốt đơn em với mã số 4 nhé. Giá 1.180.000 là các bác có thể sở hữu ngay cái mẫu đồng hồ máy thương hiệu Pontos của Nga này. 1.180.000 mã số 4. Số 5 sẽ mang đến cho các bác một em Senko 5 máy pin. Em này máy pin các bác nha, giá 880.000. Chúng là đeo thì rất là đẹp. Đeo đẹp nha. Mặt xanh, có lịch. Thân vỏ bên ngoài thì sẽ là vỏ inox không gỉ. Đây là phía dưới mặt đáy. Em này zin từ phần dây khóa luôn. Đấy. Chiều ngang của chiếc này sẽ là 38 cùng với chiều dọc sẽ là size 43. Ngang 38, dọc 43. Có một núm góc 4 giờ ở đây. Cái này các bác sẽ kéo lịch ra để kéo núm ra để mình chỉnh lịch nhé. Có nấc để chỉnh lịch nhanh. Đấy. Bác nào thích chiếc này mình chốt đơn em mã số 5, giá 880.000. Tiếp tục mang lên cho các bác một em máy cơ của Thụy Sĩ này. Đây là một chiếc Aroma Softmaster các bác nha. Một phiên bản cổ của đồng hồ Thụy. Màu mặt của em này sẽ làm cái màu xám lông chuột, rất là đẹp. Cọc số trải tia và có một ô lịch hay ngăn góc 3 giờ nha. Size ngang là 35 và size dọc sẽ là 40. Đấy. Khá là dài dặn. Cái mặt kính của chiếc này sẽ là mặt kính nổi nha. Mặt kính nổi. Cọc số trải tia và có một lịch hay ngăn góc 3 giờ này. Thân vỏ thép không gỉ. Ở phía dưới mặt đáy có khắc tên thương hiệu Aroma Softmaster cùng với biểu tượng ở đây. Dây khóa này, một chiếc dây khóa linh kiện. Em đeo lên tay cho bác cùng ngắm ạ. Cái form của chiếc này nó gần như là một cái dạng form trứng các bác nhá. Nó thiết kế kiểu form trứng. Đấy. Mặt tỏa tia, màu xám lông chuột nhưng mà với những cái đường vân tỏa tia tạo hiệu ứng rất là đẹp trên phần mặt. Cực kỳ dày dặn luôn, dày 14 ly nha. Xem mặt size ngang sẽ là 35. Size dọc sẽ là 40. Ngang 35, dọc 40. Đấy. Máy cơ tự động có hỗ trợ quất tay. Núm có nấc chỉnh lịch nhanh. Các bác sẽ kéo núm ra bên ngoài để mình chỉnh lịch chiếc này. Đây. Xoay theo chiều xuôi kim đồng hồ để chỉnh phần lịch ngày. Và xoay ngược kim đồng hồ để chỉnh phần lịch thứ nhé. Các chức năng hoạt động rất là tốt. Và chiếc này sẽ có giá là 1.580.000.
Chốt đơn em với mã số 6. Tiếp tục qua mã và mang đến cho các bác một chiếc Citizen Delusi. Máy cơ lên dây với 23 chân kính ạ. Một em Citizen cổ của Nhật nha các bác. Em này thì phần mặt hơi có một chút vết lấm tấm của thời gian này. Kim cặp rất là dài, thiết kế cực kỳ thanh mảnh luôn, rất là sang. Thân vỏ bên ngoài thì đây là một chiếc đồng hồ vỏ vàng 14K Goldfeel các bác nhé. Hơi có một chút vết hao mòn theo thời gian xuất hiện ở trên phần vỏ ở đây. Đấy, đáy thép và người ta sẽ chuyện in chìm ở trên cái phần nắp đáy này. Bốn chân càng dài, size mặt ngang 35, size dọc nếu tính cả chân càng thì sẽ là size 42 này. Đấy, em này thì máy sẽ là máy có tay nhá, máy cơ lên dây với 23 chân kính. Đấy, lên tay cho các bác cùng ngắm. Citizen vỏ vàng 14K Goldfeel, mã số 7, có giá là 1.280.000. Số 8 sẽ mang đến cho các bác một chiếc Swatch, một em đồng hồ cơ đến từ thương hiệu của Thụy Sĩ các bác nhé. Đây là một chiếc Swatch có lộ tim này. Đấy, thiết kế có lộ tim rất là hay, độc đáo luôn. Đặc biệt là cái size của em này rất là lớn. Chiều ngang sẽ là 42, ngang 42 và dọc sẽ là size 48, gần size 49 nhá. Đấy, màu mặt xanh, niềng thiếc, vỏ nhựa trong. Em này thì sẽ có thiết kế vỏ nhựa trong như này, dây khóa thiếc đúc. Đó, trông rất là dày, tuy nhiên thì cái thiếc thì nó sẽ khá là nhẹ. Đấy, cầm lên thì nó sẽ không khá là nặng tay đâu, nó cũng nặng, độ nặng nó vừa phải thôi. Đấy, gọi là khá là nhẹ so với cái thiết kế trông rất cồng kềnh như này. Đây, mặt đáy này. Ở đây thì sẽ là một chiếc đáy nhựa, đáy có kính lộ đáy. Đấy, các bác có nhìn thấy luôn được bộ máy bên trong này. Máy sẽ là máy Swatch Irony cơ tự động với 21 Jewel nha. Máy cơ tự động và ngoài ra thì em này có hỗ trợ thêm cả có tay nữa. Đấy, em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm này. Swatch Thụy Sĩ, mã số 8 nha. Giá của chiếc này là 1.280.000. Số 9 sẽ là một chiếc Pondros, máy cơ lên dây với 17 chân kính. À, một em Pondros cổ của Liên Xô xưa, bọc vàng ong 20, có triện ở phía dưới đáy các bạn này. Đấy, thân vỏ vàng, hơi lên màu bạ trầu theo thời gian một chút. Nói chung là không thể tránh khỏi được rồi. Cái này về nhà nếu như mà muốn đẹp hơn thì các bác mình đánh bóng lại thôi. Đáy thép. Size mặt trên này chiều ngang sẽ là 36 và chiều dọc tính cả chân càng sẽ là size 40. Màu mặt trắng, được trắng men bóng và có một ô lịch cóc 3 giờ này. Bộ máy cơ có tay cơ lên dây với 17 chân kính. Đấy, Pondros Liên Xô, mã số 9 nha, giá 1.080.000. Số 10 sẽ là một em Bulova, máy hai kim các bác ạ. Đây là một chiếc Bulova cổ, máy hai kim, mặt đã lên dầu theo thời gian rồi. Em này thì toàn bộ thiết kế phần cọc số sẽ là cọc số dạng khối đan xen với số học trò như này. Thân vỏ vàng nha, đáy thép có khắc tên hiệu Bulova. Size mặt của chiếc này chiều ngang sẽ là 32, cùng với chiều dọc nếu tính cả chân càng thì sẽ là size 39, ngang 32, dọc 39. Máy cơ có tay cơ lên dây. Đấy, tình trạng máy hoạt động tốt. Mã số 10, giá 1.480.000 nha. Và đây cũng là mẫu đồng hồ đã kết thúc video của em ngày hôm nay ở đây rồi. Cảm ơn các bác đã dành thời gian theo dõi video một ngày hôm nay của kênh. Mọi thông tin chi tiết thì các bác vui lòng liên hệ cho em về Zalo số điện thoại 0936050424, em đã ghi vào ngay bên ngoài màn hình nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bác trong những phiên đồng hồ tiếp theo ạ.